Vào ngày đầu năm mới thì ai cũng muốn mình được mặc những bộ trang phục thật đẹp để đi đó đi đây. Nhưng cá nhân tôi thì tôi thích mặc quần jean và áo phông hơn vì trang phục này vô cùng thoải mái và linh hoạt. Và nếu ngày hôm nay quý vị nào giống như tôi cũng chọn mặc quần jean thì có thể 364 ngày nữa, tức là đúng tới ngày 1 tháng 1 năm 2018, chúng ta mới phải giặt quần. Câu chuyện tưởng chừng như đùa này lại đang là sự thực và diễn ra tại Nhật Bản. Vậy loại quần jean mà cả năm không cần phải giặt này có điểm gì khác biệt? Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Chiếc quần jean mặc cả năm không cần phải giặt thuộc dự án sáng tạo có tên là Onomichi Denim của tỉnh Hiroshima của Nhật Bản. Dự án là một sân chơi sáng tạo cho những người yêu thích đồ jean. Được biết là loại quần jean này được may bằng vải phủ bạc có chức năng tự làm sạch. Và dự án Onomichi Denim rất nổi tiếng tại Nhật Bản với sản phẩm này và đã tung ra thị trường trong nước sản phẩm từ hơn một năm qua. Giá của một chiếc quần jean độc đáo này đắt gấp đôi những chiếc quần jean bình thường được bán ở Nhật. Theo các chuyên gia dệt may thì những chiếc quần jean này chưa đạt tới đẳng cấp thời thượng, nhưng nó là trang phục tuyệt vời của các công nhân địa phương hay các ngư dân phải đánh bắt cá ở ngoài khơi cả năm trời. Được biết là để quần vẫn thơm tho trong cả năm thì mỗi lần giặt, người mặc chỉ cần mang tới tiệm Onomichi Denim để cửa hàng xử lý chúng theo một quy trình đặc biệt.